Giai đoạn từ 2011-2022, xã Nhật Quang đã huy động gần 380 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp với số tiền trên 82 tỷ đồng. Tỷ lệ cứng hóa đường làng ngõ xóm đạt trên 95%. Bên cạnh đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xã luôn quan tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh. Tại buổi lễ, đồng chí Quách Thị Hương trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhật Quang. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Nhật Quang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.